chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh Long An phát trên sóng AM tần số 756 kHz và FM tần số 96,9 MHz. Hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Vĩnh Hưng cần đảm bảo an toàn cho trẻ em trong mùa lũ. Tân Hưng gần 4.000 hecta lúa đông xuân gieo sạ ngoài lịch. Cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị bắt đầu theo dõi. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Bến Lức tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt bệnh sốt xuất huyết, tính đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra trên 110 ca sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm ngoái tăng gấp 2 lần. Số ca mắc xảy ra ở 15 trên 15 xã thị trấn. Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng cũng xảy ra rải rác ở các xã. Đến nay đã ghi nhận 104 trường hợp. Em Đặng Thanh Thùy, học sinh trường tiểu học Mai Thị Non nói. Chúng con thực hiện theo những gì thầy cô dạy và khuyến khích mọi người trong gia đình làm theo để phòng tránh bệnh tay chân miệng cho mọi người có sức khỏe tốt hơn để học tập và làm việc. Trước tình hình trên, ngành chức năng quyền đã tổ chức xử lý 18 ổ dịch nhỏ tại các xã thị trấn có số ca sốt xuất huyết cao, đồng thời mở 3 đợt chiến dịch diệt lăng quăng và phun quả chất chủ động tổ chức 10 lớp truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika, sốt xuất huyết. Thị trấn cấp phát 3.800 tờ rơi, 300 áp phích, 18 đĩa CD tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika, sốt xuất huyết. Công tác này sẽ tiếp tục được ngành y tế quyền thực hiện đến cuối năm. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân An, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Lễ ký kết nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên nhân dân và tín đồ các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh vai trò trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ sở tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố một cách bền vững xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình trình diễn có hiệu quả cho cán bộ công chức hội viên đoàn viên nhân dân và tín đồ có đạo tham gia bảo vệ môi trường phát huy vai trò của chức sắc chức việc nhà tu hành tín đồ các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác phát hiện ngăn chặn và kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa mặt trận tổ quốc và các tôn giáo liên quan nhằm phát huy hiệu quả công tác truyền thông thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quyền Dĩnh Hưng xảy ra hai trường hợp trẻ em ở xã Khánh Hưng và Tuyên Bình Tây bị đuối nước. Hiện nay đang mùa lũ, vì vậy vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu, đặc biệt là đối với trẻ em dùng sâu. Dù lũ lớn hay nhỏ, hầu như năm nào trên địa bàn quận Vĩnh Hưng vẫn có trường hợp chết đuối phần lớn trong số đó tập trung đối với những hộ dân sống cặp theo sông nước, dùng sâu dùng xa, rơi vào những gia đình khó khăn, dân cầu bắt cá, hay cha mẹ phải mưu sinh trong mùa lũ, không có thời gian chăm sóc bảo vệ con cái. Nguy hiểm luôn rình rập trẻ em khi xung quanh nhà có ao nước hoặc nhà ở gian sông mà không có rào chắn an toàn. Cũng có trường hợp chủ quan con mình biết bơi, cha trẻ chơi đùa dưới nước mà không mặc áo phao. Chỉ cần lơ là không quan sát trẻ trong một thời gian ngắn là tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hàng năm, nước đổ về rất thuận lợi cho việc đánh bắt cá trên sông, trên đồng. Tuy nhiên, xung quanh nhà đều là nước mênh mông. Mãi lo kiếm sống trên đồng nước mà bỏ con ở nhà một mình, nguy hiểm đến tính mạng của các bé. Đây là nỗi lo không nhỏ đối với người dân sống ở nông thôn. Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy trông giữ trẻ nhỏ cẩn thận hơn, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Ban chỉ đạo công tác gia đình quyền thủ thừa xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn quyền mục tiêu của chương trình là phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện có ít nhất 80% học sinh ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục về giới, sức khỏe vị thành niên. Trên 75% thanh niên khu vực nông thôn dùng sâu được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục thể chất và tinh thần. Ngoài ra các đơn vị tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân liên đoàn lao động phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức lối sống về gia đình cho đoàn viên hội viên và công đoàn viên theo từng giới đạt trên 70%. Để chương trình đạt được mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo quyền phối hợp cùng với Ban nhân dân các xã thị trấn, tăng cường tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống sâu rộng trong nhân dân, xây dựng gia đình, phát triển bền vững, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, vận động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình, để mạnh công tác xã hội hóa, cho việc hỗ trợ cán bộ và người lao động tham gia học tập, nghiên cứu các nội dung giáo dục đời sống gia đình. Thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong những năm qua, Quyện Thành Quá quan tâm quy hoạch xây dựng mạng lưới trường lớp. Hiện nay, 11 trường mẫu giáo trên địa bàn quyện có 77 phòng học, tất cả đều kiên cố. Trong đó có 43 phòng học dành cho lớp mẫu giáo 5 tuổi. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ tại các trường cũng được đảm bảo tốt. Các trường đều có bếp ăn phục vụ cho học sinh học bán trú, chỉ trừ trường mẫu giáo Thụy Tây. Quyện cũng quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên để đảm bảo thực hiện tốt đề án này. Tính đến tháng 6 năm 2016, toàn quyện có 151 giáo viên mẫu giáo. Tỷ lệ giáo viên đứng lớp là 1,96 giáo viên trên một lớp. Trong đó có 85 giáo viên dạy các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Hầu hết giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Đến nay, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%, Tỷ lệ trẻ các nhóm lớp dưới 5 tuổi đến trường cũng ngày càng tăng. Chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ được nâng lên. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần đạt hơn 96%. Trẻ trong độ tuổi này bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân chiếm 1,46% và suy dinh dưỡng thể thấp còi 2,25%. Quyền Mộc Hóa đã tổ chức tổng kết mô hình Tổ phụ nữ nuôi dạy con hiếu học gắn với việc triển khai đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt tại đêm chỉ điểm xã Bình Phong Thành. Thực hiện theo đề án 704, quyền một quá đã chọn xã Bình Phong Thành làm điểm và xã Thân Thành làm diện thực hiện. Mô hình đã tập trung vào công tác tuyên truyền để chuyển tải các kiến thức về phương pháp dạy con học tập, kỹ năng sống, định hướng nghề cho các bà mẹ có con từ 0 đến 16 tuổi. Qua 2 năm thực hiện, 6 tổ phụ nữ trên địa bàn xã đã tổ chức 56 cuộc tuyên truyền, 7 buổi sinh hoạt chuyên đề thu hút trên 800 lượt người dự. Hàng năm, Hội phụ nữ còn vận động gia đình cán bộ hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm không sạch, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi. Phấn đấu hàng năm có 90% gia đình đạt 8 tiêu chí. Toàn xã có 82 thành viên sinh hoạt trong 6 tổ phụ nữ nuôi dạy con hiếu học. Qua các đợt vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo từ đầu năm đến nay, quyền Đức Huệ vận động được 173 triệu đồng giúp đỡ kịp thời cho người nghèo trên địa bàn quyền có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nhằm phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái hay lá lành đùm lá rách giúp đỡ người nghèo với ý nghĩa sâu sắc ấy. Nhân đợt cao điểm vì người nghèo từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016, Ban vận động ngày vì người nghèo huyện tiếp tục phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân với lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với người nghèo, tiếp tục chia sẻ có những đóng góp thiết thực ủng hộ quỹ vì người nghèo để góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo trong toàn quyền. Hiện nay trên địa bàn quyền Cần Duộc, có một bệnh viện đa khoa khu vực và 16 trạm y tế, xã, thị trấn. Thời gian qua, để nâng cao chất lượng các cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, quyền luôn quan tâm tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bổ sung trang thiết bị y tế nâng cấp mở rộng các cơ sở khám chữa bệnh bên cạnh đó để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn các cơ sở khám chữa bệnh luôn chú trọng công tác bồi dưỡng y đức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ triển khai các kỹ thuật mới bố trí sắp xếp lại các khoa phòng hợp lý nâng cao thái độ phục vụ bệnh nhân chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường ngoài ra thực hiện cải cách thủ tục hành chính giúp bệnh nhân tiết kiệm giảm phiền hà trong việc đi lại và quá tải cho các bệnh viện tuyến trên Kết quả từ đầu năm đến nay, toàn quyền đã thực hiện khám và điều trị cho gần 520.000 lượt người. Công tác phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm được khống chế, bùng phát, kịp thời và giảm so với cùng kỳ. Trong đó, số ca mắc bệnh số xuất huyết giảm 124 ca, tay chân miệng giảm 4 ca, bệnh cúm giảm 1.221 ca. Để từng bước nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho người dân, thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về y tế, thời gian tới, quyền tiếp tục đầu tư xây dựng mới các trạm y tế, đồng đốc để nhanh tiến độ thi công bệnh viện huyện phát triển thêm các chuyên khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh kết hợp tốt đông tây y trong khám và điều trị Dù đông xuân 2016-2017, huyện Tân Hưng có kế hoạch gieo xạ 38.000 ha. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện đã xuống giống gần 4.000 ha. Với các giống lúa chủ yếu như IR4625, OM7347, OM4900, IR50404, hiện các trà lúa đang trong giai đoạn mạ non. Do nôn nóng gieo xạ để thu hoạch trước Tết, bán được giá cao, nên nông dân đã tự phát gieo xạ, vì thế gần 4.000 hecta đã xuống giống, đều nằm ngoài lịch thời vụ. Ngoài ra, do vào thời điểm gieo xạ gặp thời tiết bất lợi, mưa liên tục và kéo dài nhiều ngày, nên đã có trên 50 hecta phải gieo xạ lại. Trong đó, Hương Điền 10 hecta, Vĩnh Lợi 10 hecta, Vĩnh Châu B 30 hecta và Hưng Hà 1,5 hecta. Ngành chuyên môn khuyến cáo đối với các diện tích còn lại, trước khi xuống giống, nông dân cần theo dõi tình hình thời tiết, vệ sinh đồng ruộng bằng phẳng, có biện pháp diệt chuột và ốc bu vàng. Đặc biệt, khi xuống giống cần tuân thủ tuyệt đối theo lịch thời vụ của ngành chuyên môn để hạn chế sự gây hại của sâu bệnh. Theo đó, lịch gieo xạ đợt 1 từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 10 năm 2016, đợt 2 từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 11 năm 2016. Trong những tháng gần đây, nông dân cần nước rất phấn khởi vì rau màu được giá, anh Nguyễn Văn Bảo, nông dân trồng màu tại ấp Sồi Đôi, xã Long Trạch cho biết, trong tháng 9 2016, gia đình anh trồng 2.000 mét vuông rau húng cây, thu hoạch khoảng 3.000 kg, với giá bán trung bình 15.000 đồng một kg. Tuy có giảm so với nhiều tháng trước, từ 5 đến 7.000 một kg, nhưng khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi hơn 20 triệu đồng. Không chỉ có rau húng cây, mà các loại cải ngọt, cải xanh, rau gia vị đều có giá cao, nông dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, nông dân trồng màu vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết giá rau màu không ổn định chính là nỗi lo của người nông dân hiện nay do đó các nhà chức năng cần tăng cường công tác quản lý hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm chi phí tăng năng suất tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm bên cạnh đó bà con nông dân cần đa dạng hóa sản phẩm nắm bắt nhu cầu thị trường nâng cao hiệu quả sản xuất nâng cao đời sống Tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện Bến Lức đã tăng thêm từ vài trăm đến cả triệu con trong 3 năm qua do nhiều người dân đã mạnh dạng dây vốn để xây dựng chuồng trại, tăng đàn. Gần 4 năm nay, giá heo hơi luôn ở mức cao giúp người chăn nuôi có lợi nhiều. Có những thời điểm giá heo hơi lên đến 54.000-55.000 đồng một ký. Cứ một con heo thịt xuất chuồng, người nuôi thu lời hơn 1 triệu đồng. Do đó, người dân đã dây vốn để đầu tư thêm trang trại và tăng đàn. Bên cạnh đó, nguồn vốn giải ngân cho dai trong phát triển chăn nuôi cũng tăng, nên tổng đàn heo gà dịch của huyện thời gian qua cũng tăng cao. sau đây mời quý vị theo dõi phần tin trong nước và thế giới. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa giao sở Y tế chủ trì cùng với sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Công thương và các địa phương khẩn trương giám sát nguồn gốc, kiểm định chất lượng để nhanh chóng xử lý số hải sản tồn động do vụ phongmosa. Theo sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình, đến ngày 13 tháng 10 tại 30 cơ sở mua hải sản trên địa bàn Quảng Bình còn tồn động 3.989 tấn hải sản các loại cần được kiểm định chất lượng để xử lý. Đây là số hải sản mua từ trước và trong thời điểm xảy ra sự cố môi trường biển do Minh Sa gây ra đang được giữ lạnh ở các kho lớn tại cảng cá sông Danh, Nhật Lệ và ở một số kho tại các tỉnh bàn. Các đoàn công tác sẽ phân lô và lấy mẫu hải sản xét nghiệm. Từ đó, các lô đảm bảo an toàn được cấp giấy xác nhận lưu thông và tiêu thụ. Các lô không đảm bảo an toàn sẽ tiêu hủy. Tùy theo mức độ thiệt hại mà các cơ sở thu mua được hỗ trợ theo quyết định 772QDTTG ngày 9 tháng 5 2016 của Thủ tướng. Tại hội nghị bàn cách quản lý chất sitamin trong thức ăn chăn nuôi tổ chức hôm 13 tháng 10, Chánh thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Văn Diệt cho biết, từ tháng 8 đến nay đã phát hiện nhiều công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi bán thức ăn chứa sitamin. Sitamin là một hormone môn tăng trưởng hiện chưa bị cấm sử dụng ở Việt Nam, nhưng EU hiện cấm đưa chất này vào thức ăn chăn nuôi. Thế giới hiện chỉ có Trung Quốc cho phép sử dụng chất này trong chăn nuôi, cũng theo ông Diệp, mới đây thanh tra đã phát hiện một công ty ở Bình Lục, Hà Nam nhập tới 7 tấn citamin chỉ trong vòng 3 tháng. Nhiều địa phương như Sơn La, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình đã phát hiện thức ăn chăn nuôi chứa sitamin. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã từ chối ân xá cho hai lãnh đạo Đảng cứu quốc đối lập là ông Sam Rainsy và ông Kem Sokha. Quyết định này được đưa ra sau khi thủ tướng Hun Sen nhận được thư của quốc vương Norodom Sihamoni. Thủ tướng Hun Sen đã trả lời bằng văn bản với quốc dương rằng nhà nước Campuchia là nhà nước pháp quyền, mỗi công dân Campuchia phải sống và làm theo hiến pháp và pháp luật. Không ai lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn để vi phạm pháp luật được. Chính phủ có trách nhiệm thực thi và bảo vệ pháp luật để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đây là nguyện vọng lớn nhất của nhân dân, do đó hai trường hợp này không thể ân xá được. Ông Sam Rainsy, chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập, bị tòa án Campuchia phạt 2 năm tù về tội du khống người khác. Ông Kem Sokha, phó chủ tịch đảng, bị phạt 5 tháng tù về tội chống lệnh triệu tập của tòa. Hiện nay, cả hai người đều chưa chấp hành hình phạt. Theo thủ tục tố tụng ở Campuchia, quốc dương có quyền ký lệnh ân xá tha tù cho các phạm nhân, tuy nhiên phải có đơn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ vừa rồi là chương trình thời sự của đài phát thanh long an cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau